Vâng, nghĩ trang mát mà. Bây giờ mình di chuyển vào trong buổi tối sắp đến. Bà Châu bỏ tôi bê cho. Bỏ tôi bê cho. Bỏ tôi bê cho. Đó, bỏ chú bê cho. Sao chị? Anh bảy đã sắp lễ xe bê vào à? Đi vào đây đã, vào đây sắp xong rồi ông bê đi. Vào đây mà. Vào đây rồi. Có đồng kia xe kéo rồi. Đây chị gái này, đây anh rể này. Trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo tôn giáo, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng theo quy định. Thông tư số em gửi thầy cho vào này nhé. Không, đặt luôn tờ 50, em đặt tờ 50 cái đồ. Mấy chỗ rồi mà. Làm chỗ nó cần thì đâu cũng là một cái nghĩa trang rồi. Bà chị dâu này, một ông anh rể này đấy. Đi chị ơi. Ừ.
chào bạn Nguyễn Điệp nha. U chào con trai nhá. Đây nghĩa trang Hàng Dương đây cả nhà này. Đó. Nghĩa trang để đi vào mộ cô Sáu này. Tây không lấy tây B cho tiếp ra có hai tầng tiếp vào. Đưa tây B cho mà phát. Ông Bảy về phát họa. Đâu anh Bảy ơi, đi ra nhà tưởng niệm trước đã. Ai đâu nhà tưởng niệm ở đây luôn à? Hoa tưởng niệm là hoa vàng, còn hoa trắng là mẫu cô còn gì. Não này đi đâu, não như hài mà. Mệt mà ai tin ông thì chết. Vậy mà ông muốn ăn khắp rồi. Lặng kinh người à, mấy khi mà lặng đâu ạ. Đây gà lìa khỏi đĩa là thôi đây. Đây, ôi, có tâm mấy cô nhất này. À. Ôi giời ơi. Quá lặng luôn đấy, nhà cỏ này. Thôi gớm thôi, thầy ấy bỏ cái khẩu trang ra cái cho dân xóm, là nàng xóm ta nhìn thấy cái bản mặt của thầy gớm hả? Thế mà. Quý nhất anh cả thì chả tho soi. Ngu ca ca trường bán, trường bán là thầy rồi, còn tranh đây là ngu ca ca đặt cho gì sao ngu ca ca rồi có mà. Đấy trước bọn tôi đi tối, ui giời, nó đông khủng khiếp. Thì đấy là xong rồi đi lấy đây, xong rồi là về. Rồi đi tắm biển, xong rồi đi nốt miếu Năm Cậu là xong. Đấy ông anh đây, bê gà này là cô phù hộ nhiều nhất này anh ạ. Nếu mà anh đánh đầy cứ xin cô con ba càng nhá. Mấy cô bạn nữa. Ôi trời ơi, bà Hiền ơi, chết rồi. Mai cho thăm bên này. Mình vào nghĩa trang trước rồi. Đi sang đi. Đây. Đi sang đi đã lên. Sang thì cả đoàn mình phải sang đã chứ. Bên mình phải sang bên này lấy trước mà. Để sang bên này trước vậy. À, ông Quyết này cứ để vào cái xe. Bó gà đấy ông Hiếu ơi. Bó gà đây. Vâng, đi 16 người, 17 người bạn ạ. Điệp. Điệp. Chào Hiền Tây nhá. Chào Điệp em Nguyễn Tây Luyện. Hiền Tây là Hiền Lân á. Ừ. Đây.
Các ông đi đây vào đài tưởng niệm trước này. Đây là đài tưởng niệm. Đoàn nhà mình hơi bị đông nha. Bỏ khẩu trang ra bà đi vào đến lễ còn cứ đeo mãi khẩu trang. Đấy, cặp đôi Uyên Ương đấy. Hát mồ hôi. Má quay đây và người nào cũng xem được, nào cũng xem được. Tây Huyền thắp hộ em một nén cho cô nhé và các anh hùng liệt sĩ. Rồi, chị sẽ thắp. Chị bảo cho cô Huyền Tây đánh chắn là lúc nào cũng bạch thủ tám đỏ lẻo. Em có làm con ba càng không? Con Bạch Đình. Anh Bảy lúc nào chả đẹp trai ở bạn Điệp. Chào cô Luyện nhá, để chị xin cô cho cô Luyện mỗi ngày làm mấy nghìn cái bánh rán nhá. Lễ của cô đẹp không? Mâm mình quay nhiều lắm. Từng đấy mâm mình để đấy. Chị cho cô tiền nhá. Đấy. Chỗ này là đài tưởng niệm của nghĩa trang Hàng Dương đây. Sắp sửa là đến mộ cô Sáu nhá cả nhà nhá. Hôm nay đi rất là đẹp trời. Miền Tây rồi nắng chói lắm mà. Có... xin cho con ba càng gì hả cô Luyện, xin cho cô con ba càng gì. Miền Tây có nhận ra cụ Bảy không? Đoàn chị đi 16, 17 người Huyền ạ. Chị gái, chị bỏ ấy ra, chị bỏ khẩu trang ra. Mát rồi. Chào cô Luân nhá. Đây là nghĩa trang Hàng Dương này. Đây, đây là đài tưởng niệm nhá. Có bên kia. Đấy, thôi chào mọi người nhá, để đi lễ đã xong tí ra mộ cô Sáu lại phát tiếp.